Chân xin kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình sáng thứ 6, 16 tháng 3 với một số tin tức. Trước hết là tin liên quan đến Biển Đông, Trung Quốc và Philippines thưa quý vị. Hôm thứ Năm, Đại sứ Trung Quốc tại Manila tuyên bố Thái Bình Dương đủ rộng cho mọi quốc gia. Qua việc làm này, Đại sứ Mã Khắc Khanh nhằm mục đích chấn an dư luận với những quan ngại về viễn cảnh đối đầu vũ trang trong vùng Thái Bình Dương. Trong khi đó, Philippines tăng cường quan hệ quân sự với Hoa Kỳ để đáp trả nhiều hành động có tính cách bành trướng và uy hiếp từ phía Trung Quốc thời gian vừa qua, Đại sứ Trung Quốc không quên nhấn mạnh rằng Trung Quốc mong Hoa Kỳ giữ vai trò xây dựng và duy trì hòa bình ổn định trong khu vực này. Họ mã nói tiếp, vấn đề quan hệ quân sự của Philippines là chuyện nội bộ, phía Trung Quốc luôn sẵn sàng thảo luận về các vùng tranh chấp trên khu vực miền Nam Trung Hoa. Philippines đang chuẩn bị một cuộc tập trận quy mô với Hoa Kỳ trên hai vùng đảo Luzon và Palawan vào tháng tới. Đây là hai khu vực đối diện Biển Đông. Trong khi đó, liên quan đến vùng biển Hoa Đông giữa Trung Quốc và Nhật Bản, Hôm thứ Năm, Nhật cho biết sẽ truy tố viên thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc đã đâm vào hai tàu tuần duyên của Nhật. Trước đó, nhiều người dân Nhật bất bình khi nghe các công tố viên Nhật loan báo bỏ qua vụ việc này xảy ra từ năm 2010. Thế nhưng hôm thứ Năm, hai luật sư được tòa chỉ định vào ghế công tố viên đã đưa ra quyết định ngược lại, tức là truy tố viên thuyền trưởng người Trung Quốc. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố trong một cuộc họp báo rằng Bắc Kinh mong Tokyo cố gắng giữ mối quan hệ song phương tốt đẹp hơn là làm phương hại nó. Trở lại với Philippines thưa quý vị, cơ quan thẩm quyền về lương thực toàn quốc của Philippines dự định mua 120.000 tấn gạo của Việt Nam hay của Campuchia để sung vào quỹ dự trữ thực phẩm năm 2012 này. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Faustino Alcala, từ giờ đến hết năm 2013, Philippines vẫn nhập khẩu gạo của Việt Nam theo thỏa thuận đã ký kết. Philippines là khách hàng mua gạo lớn nhất của Việt Nam với 2 triệu 450 ngàn tấn vào năm 2010. Số liệu của Bộ Nông nghiệp Philippines cho thấy trong thời vụ 5 tháng đầu của năm 2012, sản lượng gạo trên cả nước lên tới 18 triệu 460 ngàn tấn, tăng hơn 1 triệu rưỡi tấn so với năm 2011. Năm nay, Philippines đặt chỉ tiêu nhập khẩu 500.000 tấn gạo trong lúc chính phủ đang nhằm mục tiêu tự cung cấp gạo cho toàn quốc vào cuối năm 2013. Cũng liên quan đến nông phẩm, thưa quý vị, Hội nghị cấp vùng của Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc gọi tắt là FAO lần thứ 31 đã khai mạc tại Hà Nội sáng thứ Năm. Chủ đề của Hội nghị FAO châu Á-Thái Bình Dương tuần này là bảo đảm an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp bền vững, giảm đói nghèo trong vùng quê. Phát biểu trước hội nghị, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng ca ngợi các thành quả của Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc trong nhiều thập niên qua cũng như những trợ giúp của FAO đối với Việt Nam. Ông Nguyễn Tân Dũng nói về tình trạng khó khăn về lương thực tại châu Á, đồng thời khẳng định Việt Nam là một nước nông nghiệp có vị trí quan trọng. Nông nghiệp Việt Nam đạt nhiều thành tựu sau 25 năm đổi mới, đi từ một nước thiếu lương thực đến một quốc gia có đầy đủ lương thực cho mức dân số tăng. Và cuối cùng, thưa quý vị, là tin giáo dục có liên quan đến người Hoa ở Việt Nam. Thông tư của Bộ, Ngoại, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam hôm thứ Tư xác định chương trình dạy tiếng Hoa chỉ áp dụng cho học sinh dân tộc Hoa mà thôi. Trước đó, hôm 12 tháng 3, Bộ Giáo dục Đào tạo loan tin về việc áp dụng chương trình học tiếng Hoa cấp tiểu học và trung học để lấy ý kiến. Dư luận có phản ứng không thuận lợi bên cạnh những chuyện hiểu lầm đã xảy ra. Đến thứ năm thì báo chí trong nước đưa tin là khi đăng tin đó, Bộ Giáo dục Đào tạo đã không nêu rõ chương trình tiếng Hoa này áp dụng cho những đối tượng nào. Báo chí cũng nói là Bộ Giáo dục và Đào tạo đứng chính rằng chương trình tiếng Hoa chỉ áp dụng cho học sinh dân tộc Hoa rằng đó là chính sách nhà nước ưu tiên dạy ngôn ngữ của các dân tộc ít người trong nước cho những sắc dân ấy. Thưa quý vị, quý vị vừa theo dõi bản tin buổi sáng thứ 6 của Đại Á Châu Tự Do. Chân như xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt.